Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, cử tri xã Du Già, Du Tiến của huyện Yên Minh đã nhiều lần kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về tình trạng xuống cấp của trạm y tế xã và đề nghị tỉnh, huyện xem xét và điều động bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã nhằm đảm bảo chất lượng công tác chăm sóc khám chữa bệnh cho nhân dân. Tuy nhiên, đến nay sau nhiều lần kiến nghị, những mong mỏi của người dân hai xã vẫn chưa được giải quyết. Phản ánh của phóng viên chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trạm y tế xã Du Già được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2004. Mặc dù mới sử dụng được 10 năm, thế nhưng hiện nay trạm y tế này cũng đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Phần mái của ngôi nhà hiện nay đã bị thấm, rột, tường nhà thì bị bong chóc, rêu, mốc, loang lổ, gây cảm giác thiếu thân thiện, mất an toàn trong con mắt của người bệnh mỗi khi đến thăm khám và điều trị bệnh tại đây. Không chỉ là sự xuống cấp của cơ sở vật chất, mà hiện nay trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của trạm cũng thiếu như kính hiển vi, máy điện tim, máy xét nghiệm, máy siêu âm. Chính vì vậy, việc chẩn đoán, thăm khám cho người bệnh chỉ dừng lại ở khâu lâm sàng, còn lại những chẩn đoán cận lâm sàng chưa được thực hiện. Từ yếu tố này đã ảnh hưởng không nhỏ tới chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Em bị đau bụng, bây giờ bác sĩ đã chăm sóc, bây giờ đã khỏi tí rồi. Trước kia mẹ em bị ốm, bị đau bụng, bị nhiều nhưng mà không có máy móc. Bây giờ mẹ em ra huyện khám chữa bệnh khó khăn và tốn kém nhiều. Quy định của Bộ Tiêu chí thực hiện theo Bộ Tiêu chí Y tế Quốc gia mới thì còn về so sánh với tỷ lệ dân số trên địa bàn xã thì thiếu 2 cán bộ nữa. Còn về hoạt động chuyên môn thì cơ sở cũng như là trang thiết bị để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh thì hiện tại trạm cũng thiếu rất là nhiều. Như là bây giờ chúng tôi có bác sĩ đi học chuyên về siêu âm về mà lại không có máy siêu, không có máy xét nghiệm nước tiểu, không có kính hiển vi để soi về bệnh sốt rét chẳng hạn, cũng thiếu. Về ví dụ như cái xét nghiệm về bệnh lao cũng không có. Hiện nay, trạm y tế xã Du Già có tổng số 5 biên chế, trong đó có một bác sĩ, một y sĩ, một nữ hộ sinh, một điều dưỡng viên và một dược sĩ trung học. Nếu so với quy chuẩn của Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế là mỗi một trạm y tế xã sẽ có một biên chế bác sĩ, thì cũng đã đáp ứng được tiêu chí cơ cấu biên chế. Song trên thực tế, so với nhu cầu khám chữa bệnh tại địa phương và quy mô dân số thì chưa đáp ứng được. Bởi Du Già là một trong những xã có dân số đông của huyện Yên Minh, hiện toàn xã có gần 7.600 khẩu. Mặc dù với quy mô dân số tương đối đông, nhưng trạm y tế xã cũng chỉ có một ngôi nhà kiên cố 2 tầng với 8 phòng chức năng và 4 giường bệnh. Ngoài ra, sân khuôn viên và hệ thống tường bao của trạm cũng chưa được đầu tư xây dựng. Cùng với những khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, thì điều kiện đường xá giao thông đi lại từ trung tâm xã đi huyện Yên Minh cũng còn rất khó khăn. Trong khi đó, giao thông đi lại từ xã về thành phố Hà Giang lại thuận lợi hơn. Vì vậy, việc bệnh nhân chuyển vượt tuyến và chuyển trái tuyến cũng diễn ra khá nhiều. Riêng 9 tháng đầu năm 2014 đã có trên 200 lượt bệnh nhân chuyển vượt tuyến, chuyển trái tuyến. Trước những khó khăn trên, cấp ủy chính quyền xã cũng đã nhiều lần đề nghị với các cấp có thẩm quyền trong những cuộc làm việc, tiếp xúc cử tri. Nhưng đến nay, những khó khăn trên vẫn chưa được giải quyết. Công tác khám chữa bệnh đối với xã về cái lượng dân thì quá tải, cái công tác cán bộ thì ít, không đảm bảo được cái công tác khám chữa bệnh của xã thì dẫn đến cái tình trạng một số cái căn bệnh của nặng là không có máy móc, là không chuẩn đoán được nên là phải chuyển tuyến ra huyện để khám chẩn đoán và chữa trị, là còn một số cái căn bệnh mà phải chuyển gấp ra trái tuyến ra tỉnh thì đối với các căn bệnh nặng thì là gặp đường đi lại gặp nhiều khó khăn nên là công tác vận chuyển là bệnh nhân ra ngoài nên là nó ảnh hưởng, cho nên là một số bệnh nhân là phải đi trái tuyến. Công tác chuyển bệnh nhân ra ngoài huyện thì cũng gặp nhiều khó khăn, ví dụ phương tiện đi lại. Đấy, ví dụ có bệnh nhân nặng thì phải gọi xe từ ngoài huyện vào, xong trong cái thời gian phải mất mấy tiếng đồng hồ mới vào đến nơi thì lúc chuyển ra thì cũng phải hết cả một nửa ngày thì mới chuyển ra đến huyện được, nên công tác khám chữa bệnh của xã còn gặp nhiều khó khăn. Thì hiện tại bây giờ xã cũng mong muốn là
Đảng và Nhà nước làm sao tạo điều kiện quan tâm đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc và y bác sĩ đạt chuẩn để làm sao là đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của xã nhà. Cùng xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2004, trạm y tế xã Du Tiến cũng đang trong tình trạng xuống cấp và thiếu trang thiết bị máy móc phục vụ công tác khám chữa bệnh. Không chỉ có các cán bộ của trạm mà người dân cũng mong mỏi nếu được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế thiết yếu thì việc chẩn đoán trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sẽ chuẩn xác hơn, đồng thời giảm thiểu được rất nhiều số ca bệnh nhân phải chuyển tuyến. Trao đổi với chúng tôi, anh Vàng Dũng Ly, thôn Thèn Báo, xã Du Tiến, có con gái đang điều trị tại trạm y tế với vẻ mặt buồn rầu cho biết. Con tôi cũng đã ốm được một tuần, nhưng mà ngày kia là cũng đã đưa vào trạm xá ở đây, cũng được y tế chăm sóc tận tình chú đáo, nhưng thuốc thang thì cũng không đủ, mà cũng không có cái thiết bị máy móc để khám. Mà cái kết quả bệnh ấy của con tôi thì bây giờ cũng không biết là cái bệnh gì. Đấy. Mà cũng trạm trưởng cũng đã làm cái giấy chuyển viện để tiếp tục cho tôi để đưa con lên trên huyện để tiếp tục chữa trị. Trước cái tình hình khó khăn như này, trạm y tế với bản thân cá nhân tôi thì tôi muốn đề nghị với cấp trên, các ngành muốn tăng cường cho một bác sĩ biên chế tại trạm và cung cấp thêm các trang thiết bị có thể sử dụng tại tuyến cơ sở được, để tránh cái tình trạng cho bệnh nhân phải chuyển tuyến, tránh cho sự tốn kém của người bệnh. Còn đây là phòng đẻ của trạm y tế xã Du Tiến. Do chất lượng công trình không tốt nên trần nhà đã bị dột và thấm nước, rêu mốc mọc ngay trong phòng đẻ, mà đáng lẽ ra căn phòng này yếu tố vệ sinh và vô trùng phải được đặt lên hàng đầu. Mặc dù biết vậy, song cũng không thể chuyển phòng chức năng này đi nơi khác vì nó đã được thiết kế theo đúng chức năng chuyên môn. Không chỉ thiếu thốn về cơ sở vật chất, trong cơ cấu biên chế của trạm vẫn còn thiếu một biên chế bác sĩ. Hiện tại, trạm chỉ có 4 biên chế cán bộ và một bác sĩ được điều động tăng cường theo đề án 1816 từ bệnh viện huyện xuống và chỉ thực hiện công tác chuyên môn tại trạm 2 buổi một tuần. Chính từ những bất cập nêu trên đã làm ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã. Khó khăn ở đây là cơ sở hạ tầng vẫn chưa được đầy đủ này. Với lại trang thiết bị của công tác khám chữa bệnh vẫn còn thiếu thốn nhiều. Đặc biệt là thiếu bác sĩ về chuyên môn. Khi chúng tôi làm cấp cứu có rất nhiều trường hợp rất là nặng nhưng mà không có bác sĩ, cho nên không xin hướng điều trị được, nên chúng tôi lại phải gọi điện ra ngoài bệnh viện. Về nâng cao trình độ chuyên môn của chúng tôi vẫn còn không được cao lắm, bởi vì không có bác sĩ để học hỏi thêm. Chúng tôi mong muốn là cần thêm đầu tư thêm trang thiết bị về y tế, với lại nâng cao cơ sở hạ tầng cho chúng tôi, với lại đặc biệt là cần có thêm bác sĩ để hỗ trợ chúng tôi về chuyên môn, và khi chúng tôi gặp khó khăn thì có bác sĩ xử trí cùng thì chúng tôi đã cảm thấy nó vững tay hơn vì có bác sĩ hướng dẫn. Thứ nhất là bây giờ là cái trạm xá là nó cũng tuy rằng được 2 tầng nhưng mà cái cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Thứ hai nữa là còn thiếu cán bộ, bác sĩ. Mỗi lần đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện vào tiếp xúc cử tri tại xã là chúng tôi cũng đã đề nghị nhiều lần. Cái việc này ấy, tuy rằng con cho là được đề nghị nhiều lần nhưng mà cũng cấp trên cũng chưa giải quyết được. Cái việc mong muốn tiếp theo ấy thì thứ nhất là cái nhà nó đã xuống cấp như vậy rồi, thì làm sao để mong cấp trên quan tâm để tiếp tục vào để sửa chữa càng sớm càng tốt cho nhân dân và cũng như cán bộ y tế để ổn định công tác. Thưa quý vị và các bạn, những kiến nghị của cử tri xã Du Già và Du Tiến của huyện Yên Minh về tình trạng xuống cấp của trạm y tế xã và đề nghị tỉnh, huyện sớm xem xét và điều động bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã đang chờ đợi câu trả lời và hướng giải quyết của các cơ quan chuyên môn và các ngành các cấp. Chuyên mục ý kiến cử tri lần này xin được tạm dừng tại đây. Thay mặt những người làm chương trình, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.